Chào mọi người, đây là buổi 123 trong hành trình cải thiện phát âm. Hành trình này gồm có 8 khóa, mỗi khóa gồm có 40 bài. Bài 123 này nằm trong khóa số 4. Thì trong bài này mình sẽ so sánh hai âm ư và ư. Xuyên suốt hành trình thì mình sẽ hướng dẫn cách mở khẩu hình của các âm trong bảng ký hiệu phiên âm quốc tế IPA và cách cải thiện ngữ điệu thông qua cái bài truyện trên mình đăng ở trên kênh TikTok Từ vựng tiếng Anh từ số 0. Bắt đầu từ khóa 4 này thì mình sẽ làm hết cái chuỗi series IPA, sau đó mình mới chuyển sang truyện James ha. Rồi bây giờ mình sẽ phân biệt hai âm U trong tiếng Anh. Mình sẽ lấy cái âm U của tiếng Việt làm chuẩn nha. Bên tay trái cái âm rồi có dấu hai chấm này nè thì gọi là âm U dài. Còn bên đây thì cái âm mà cái hình giống như cái bể cá gọi là âm U ngắn. Dài là mình tính theo cái độ dài, cái độ kéo dài của cái âm, nó dài hơn âm của tiếng Việt. Còn âm ngắn thì nó sẽ ngắn hơn âm của tiếng Việt. Nói như vậy cho dễ hiểu ha. Rồi đầu tiên cái khẩu hình mình sẽ có là lips rounded. Lips là môi, rounded là tròn lại. Có nghĩa là gì? Môi rất là tròn. Lips forward. Forward là hướng về phía trước. Vậy thì môi mình tròn và hướng về phía trước gọi là chu môi ra phía trước ha. Back of tongue up. Gốc lưỡi thì sẽ nâng lên và mình kéo dài âm một chút xíu để cho nó rõ âm u ha. Ừ. Ừ. Tiếp theo đối với cái âm ư là cái âm ngắn thì khẩu hình nó sẽ thả lỏng một chút xíu. Lips rounded a little. Vẫn là môi tròn nhưng mà hơi tròn một chút thôi. Lips forward a little. Vẫn là chu môi nhưng mà môi hướng về phía trước nhưng mà cũng a little nữa là một chút xíu. Môi thả lỏng hơn so với cái âm u dấu hai chấm bên đây. Back of tongue up. Gốc lưỡi thì cũng nâng lên. Và lúc này cái âm này mình sẽ để nó ngắn hơn âm của tiếng Việt một chút. Không có rõ âm U ha. Ừ. Vậy thì khi mà so sánh hai âm này mình đọc bên tay trái trước rồi đọc bên tay phải nha. Âm bên tay trái sẽ là Ừ. Và bên tay phải sẽ là Ừ. Rồi. Mình so sánh hai cái từ ha. Hai từ này thì nó sẽ giống nhau, nó sẽ giống nhau ở cái phụ âm phía trước và phụ âm phía sau, nó chỉ khác nhau cái nguyên âm chính giữa thôi. Đây là cái tên riêng cho nên là trong trong từ điển không có, nhưng mình sẽ chuyển qua bên dịch để cho nó đọc đỡ Luke. nha. Look, âm u rất là rõ ha. Look, look. Còn cái từ mà nhìn thấy mà nhìn mà trông thấy đó nhìn vào cái gì đó thì mình sẽ đọc là Look. look, nghe âm u nó bị bể âm ra, nó không có rõ âm u đúng không? Look, look. Vậy thì ở bên đây sẽ đọc là look, còn ở đây sẽ đọc là look, look. Tiếp theo cái từ hồ bơi. Cool. Pool. Từ hồ bơi này mình sẽ đọc chữ B phở nè. Môi trên môi dưới chạm nhau là p. Với âm U chu môi là pu. Âm L tận cùng đó. Thì mình sẽ phát cái âm này ra bằng cách là cong đầu lưỡi chạm mặt trong răng cửa hàm trên đọc L. Giống như chuẩn bị đọc âm L. Giống như tiếng Việt á. Nhưng mà nó mình cường điệu hóa. Cường điệu cái khúc đầu lên L. Vậy thôi chứ không có ra cái âm dư phía sau. Pool. Pool. Âm U rất là rõ. Pool. Rồi, còn cái từ mà kéo thì âm U sẽ không rõ. Pull. Pool. Pool. Âm U nó ngắn hơn ha. Bên đây sẽ là pool. Còn ở đây là pool. Pool. Rồi, tiếp theo. Cái người khờ khạo thì sẽ đọc là Fool. fool. Có một cái mẹo để mà đọc cái âm của mình nó sắc nét hơn một chút nhưng mà nghe nó hơi điệu điệu á, nó nghĩa là những cái âm đẩy hơi như ví dụ như âm F này á, âm F á, thì mình sẽ đẩy mình ăn gian để cái hơi nó dài hơn bình thường chút xíu, thay vì đọc là full thì mình sẽ đẩy hơi dài là full để âm F dài ra ha, full. Rồi còn từ đầy á thì mình sẽ đọc là Four. full, cũng y chang như vậy thôi, cũng cong lưỡi thôi, nhưng mà âm u nó ngắn hơn, nó không rõ âm u, nó bị bẹt cái âm u ra ha, full. Còn bên đây là full. Tiếp
Từ này nguyên nó theo bị đi cho nên là Could. mình sẽ bỏ qua bên dịch ha. Could. Could, bật âm đờ ra, could, âm u dài ha. Could. Còn cái từ mà có thể rồi đó thì mình sẽ đọc âm u ngắn. Could. Could, âm u nó bị bẹt ra ha. Could. Nó không có rõ âm u, không chu môi nha mọi người. Could. Rồi tiếp theo tương tự cái chữ này cũng là động từ thêm ed cho nên là mình sẽ bỏ qua bên dịch. Would. Would, à, w, w á, w chỗ này mình đọc giống như âm w vậy đó. Mình sẽ chu nhỏ môi sau đó mở môi to từ từ lên nhưng mà vẫn giữ cấu hình tròn ha. Would, would. Rồi từ này thì âm u vẫn, khẩu hình vẫn như vậy nhưng mà âm u nó ngắn hơn thôi. Would. Would, would, would. Ngày xưa mình học luyện âm thì mình sẽ đọc một âm bên tay trái xong rồi một âm bên tay phải theo hàng ngang để cho hai cái âm đó mình so sánh cái độ dài của nó. Hai cái âm nó khác nhau rồi ok ha. Bước đầu thì là như vậy ha. Rồi mình đọc lại nha. Look, look. Fool, fool. Fool, fool. Could, could. Would, would. Rồi mình đọc lại nha. Look, look. Pull, pull. Fool, fool. Could, could. Would, would.